Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Tiếp theo ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì Túc chia sẻ với mọi người để chúng ta kiếm cái đồng 6 triệu cái đồng Suhamter của bác từ dự án. Như thật là ngày thì cái mật mã hàng ngày này là ngày 17 tháng 7, ok dạ. Và ngày cái thẻ kết hợp hàng ngày này là ngày 18 tháng 7 anh em nha. Đối với những người mới cũng như người cũ như thế. Thì đối với những người mới chưa tham gia kèo này thì anh em nhanh chóng click đường link dưới phần mô tả để anh em xem kỹ video hướng dẫn để chúng ta đào nhiều nhất cái đồng Suhamter của bác có thể, được chưa? Và đối với những người cũ thì chúng ta click phần melee cho mình. Ok, cái thẻ ngày hôm nay thì là còn 22:44 nữa nó sẽ thay đổi chuyển giao sang cái thẻ khác thì anh em mình sẽ cập nhật sau. Còn thẻ hôm nay là ngày 18 tháng 7 anh em nha. Ok dạ. Rồi sau đó thì cái thẻ mình có lọc qua đây. Thẻ hôm nay đầu tiên là NFT Cloud, được chưa? Rồi chúng ta sẽ tìm NFT Cloud cho mình. Rồi chúng ta kích phần Subbe cho mình này. Rồi chúng ta kéo xuống này. Tuy nhiên của mình thì chắc có thẻ ngày hôm nay thì mình không nhận rồi. Vì căn bản là lỗ, được chưa? Đây NFT Cloud của mình hiện tại là mình lên level 15 rồi. Đối với những anh em mới cũng như anh em cũ, anh em có thể là tương đối nhá. Tương đồng tương đối để xem cân đối xem là lời lãi để anh em có thể nhận nha. Đây, ví dụ như là cái lợi nhuận mỗi giờ thì là được 3k thôi, nhưng mà mình đổi ngược lại mình mất hẳn 12.300 cái xu đồng xu Hunter Combacker là coi như là lỗ nên mình không nhận nha, không nhận cái thẻ này. Vì hiện tại cái thẻ này mình đã lên level 15 rồi, đúng không ạ? Đây, cái thẻ đầu tiên là thẻ NFT Cloud này, được chưa? Rồi thẻ thứ hai là thẻ thứ hai là thẻ TG nhá. TG Ladder này, thẻ này thì mình cũng hiện tại cũng lên level 15 rồi. Và nếu mà của mình nghe, của mình mà nhận thì mình sẽ mất là 15.900 cái đồng Suhamter Combat mà mình đổi ngược lại thì mình thì được 6 giờ, 6k, 6.000 lợi nhuận mỗi giờ thôi. Mình không nhận, được chưa? Vì các bạn là khá là lỗ, được chưa? Rồi thẻ cuối cùng cũng như là nó là cái thẻ mới, được chưa? Đây, như của mình nhận đây thẻ mới đây, thẻ Apple như của anh em nó kích cái phần thẻ mới là nó có, nó nằm ở cái phần trên này. Tuy nhiên là mình nhận rồi nhá. Thì nó nằm ở cái phần thẻ đây này. Cái nó nằm ở cái thẻ Apple Now này, được chưa? Thẻ mới mà, được chưa? Mà cái lợi nhuận mỗi giờ chúng ta thì mất cái thẻ này thì cái lợi nhuận mỗi giờ ấy thì chúng ta thì bỏ ra là 121.000. Như của anh em là level 1 này bỏ ra 9 mấy nghìn này, 95.000 này, chúng ta được cái lợi nhuận khá cao. Ví dụ như là mình 121.000, mình được 5.000 cái lợi nhuận mỗi giờ khá là thơm. Rồi kích vào nhận cho mình này. Ok dạ, đấy là như thế nha. Còn thẻ hôm nay là mình không theo. Còn thẻ ảnh các thứ tí mình để trong group của mình để anh em tiện anh em tham khảo, cũng như anh em có thể tương đồng để anh em có thể là xem là thẻ hôm nay có nhận được không thì anh em có thể nhận nha. Ok, thì chúng ta quay sang thì chúng ta sẽ tìm mật mã hàng ngày là ngày 17 tháng 7 thì ở cái video ngắn đầu sáng mình cũng chia sẻ với anh em rồi, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta kích vào tiện video mình làm thẻ. Cái mật mã ngày hôm nay là lot anh em nha. Lot, được chưa ạ? Thế nha, cái lot này nha. Thì đầu sáng mình có chia sẻ với anh em trên kênh group rồi, được chưa? Lot này, để mà có chữ L thì chúng ta sẽ quay sang tích kích con chuột đỏ này nha anh em nha. Đối người mới thì người mới chưa hiểu đâu, kích con chuột đỏ lên để chúng ta nhận 1 triệu cái đồng Suhamter Combat này. Để mà có chữ L thì chúng ta kích vào 1.1 giữ 1 chấm này. Ok ạ. Rồi 1 chấm này, 1 giữ này, 1 chấm này, 2 chấm này. Ok, ra chữ L này. Để mà có chữ O thì chúng ta 3 giữ này. Lấy tay cho anh em chúng ta giữ nha. Một giữ này, một giữ này, một giữ này, ba giữ ra, ba giữ này. Ok dạ. Rồi để mà gõ chữ O tiếp thì chúng ta kích vào ba giữ này, một giữ này, một giữ này, một giữ này. Ok, ra chữ O nữa nha. Và để gõ chữ B thì chúng ta là 1.2 giữ 1 chấm này, một chấm này, một giữ này, một giữ này. Sorry nhầm sai rồi. Ok, khi nhận được thì chúng ta kích phần giải thưởng cho mình này, khá là nhanh. Ok, thì vậy là chúng ta nhận được 1 triệu đồng mật mã hàng ngày nha, ngày 17 tháng 7 nha. Rồi kích phần mật mã hàng ngày để chúng ta quay về con Hunter để chúng ta làm như thường lệ, được chưa? Ok, xin ở video này mình gửi tới anh em từ dự án Hunter Combat và chúng ta nhận chúng ta cùng nhau săn thẻ bí ẩn từ dự án nha, mật mã hàng ngày cũng như thẻ kết hợp nha. Mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.